Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử, Quản sứ Thượng Ích, Hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh. Ngài đang lâm bạo bệnh, Ngài đang rất cần cộng đoàn chung tay tiếp sức để Ngài có thể vượt qua bệnh tật. Theo trang báo Công giáo Việt Nam có chia sẻ, cùng cầu nguyện cho Ngài, xin cộng đoàn chia sẻ và giúp đỡ Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử, Quản sứ Thượng Ích, Hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh. Cha đang điều trị tại Bệnh viện Tâm Đức, quận 7, Sài Gòn. Ngài đang rất cần cộng đoàn chung tay tiếp sức để Ngài vượt qua bệnh tật. Mỗi lần cha phải đặt stent mạch vành, chi phí lên tới 150 triệu. Tổng cộng, cha đã phải đặt stent 17 lần rồi. Sáng nay, cha lại phải đặt thêm 2 lần nữa. Và các lần này, chi phí có thể nhiều hơn. Mọi giúp đỡ xin gửi về số tài khoản của Linh Mục Phêrô Nguyễn Thái Tử. Số tài khoản 5211-0000-060-409, Ngân hàng BIDV Nguyễn Thái Tử. Thời gian trước đây, do cơn bệnh tác động mạch vành và nhồi máu cơ tim tái phát, đe dọa đến tính mạng, cha Phêrô Nguyễn Thái Tử, khi đó đương nhiệm quản hạt và quản sứ Nghĩa Yên, đã phải làm đơn xin bề trên giáo phận cho tạm nghỉ công tác mục vụ. Đức Giám mục Giáo phận, qua quyết định số 16/11, quyết định tòa giám mục, đã đồng ý cho cha Tử được nghỉ ngơi công việc để chữa bệnh. Hiện Ngài đang được điều trị tại Sài Gòn. Qua trao đổi, chúng tôi được biết cha Tử phải dùng thuốc hàng ngày và phải tuân thủ phác đồ điều trị nghiêm ngặt của bệnh viện. Trước đây, cha cũng đã từng phải phẫu thuật nong động mạch vành, huyết áp không ổn định. Ngài cũng tâm sự rằng dù biết bệnh tình như vậy, nhưng cũng cố gắng đảm nhận trách vụ với tất cả lòng nhiệt thành của người mục tử. Chúc tụng Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, là vua muôn loài, là đấng cứu độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con. Xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin máu và nước cứu độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con. Hầu con sẽ được lành mạnh, cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con. Cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cảm ơn Chúa Giêsu là đấng cứu độ con. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.